Chào cô dì chú bác nhá. Chào anh em. Hôm nay làm giới thiệu với cô dì chú bác một cái set thư giãn mới. Cái set thư giãn kiểu Hàn Quốc nè. Trang CEO. Cái set thư giãn nha, kiểu Hàn Quốc nha, mẫu mới nhất mới về đầu năm 2021. Cái này về cơ bản thì màu sơn cũng khá là đẹp. Các chốt cũng nhập bằng nhà máy lớn. Rầy thì rầy nhôm bền bỉ nha. Móc kim loại cũng khá là tốt. Lưới Tactilen chống thấm. Màu sơn cũng khá là bền này, đẹp. Khung vuông nha, tải trọng lên tới 300 kg đó. Đặc biệt là cái ghế này đang được giảm giá cực tốt luôn. Đây, hướng dẫn mọi người sử dụng nha. Ghế xếp thư giãn kiểu Hàn Quốc. Có gì chú bác chỉ cần ngồi đạp nhẹ lên đây là ghế tự động ngã ra thôi. Nghỉ ngơi. Và mình cố định bằng cái là mình sẽ kéo móc này lên. Mình sẽ nhớm lên xíu và mình kéo móc lên nhanh nhanh dễ vào. Không. Tất nhiên là chắc chắn nha. Khi nào mình muốn hạ xuống thì mình kéo xuống thôi. Và xếp lại rất là gọn. Ghế xếp thư giãn kiểu Hàn Quốc. Và đặc biệt đang được khuyến mãi giá cực tốt luôn. Đang được bán với giá 880 ngàn tại công ty Hưng Nam Phát. Nếu như cô dì chú bác muốn mua ghế xếp thư giãn thì hãy liên hệ với công ty Hưng Nam Phát nha. Ship toàn quốc. Ghế này chỉ với 880 ngàn thôi. Rẻ. Hết trong các loại ghế luôn. Rồi cảm ơn cô dì chú bác. Cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh YouTube của công ty Hưng Nam Phát.